Dạ, Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào đại chúng. Trước khi chúng ta đi vào bài học cũng như thường lệ, kính thỉnh tất cả các vị nhất tâm để bái Ba Ngôi Tam Bảo bằng câu Nam Mô Tát Xá Ba Lần. Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ. Tuần vừa rồi chúng ta cũng đã nghỉ hết một hôm rồi ha. À, tuần này cũng đã nghỉ hết một hôm rồi. Dạ. Bài học số 15 nhỉ. Trong cái bài trước á, thì chúng ta đã xong cái phần mà chuyển hóa ngữ rồi không nhỉ? Chúng ta đã qua cái phần mà sơ chuyển hóa ngữ rồi nhỉ? Và chúng ta đã làm bài tập rồi. Vì rằng cái bài hôm nay đó là sư gửi bài cũng hơi hơi trễ ha, cho nên là các vị chắc cũng đôi khi cũng in ra cũng chưa kịp ha nhỉ? Do sư cũng hơi bận với lại sức khỏe cũng không có, cho nên gửi bài cũng không kịp nhỉ? Hôm nay chúng ta qua cái phần thứ ba dạ, của chuyển hóa ngữ ha, được gọi là thứ chuyển hóa ngữ dạ. Đây là một trong những cái thành phần, đây là một trong những phần gọi là quan trọng để hình thành nên danh từ và tính từ, hay được gọi là từ chuyển hóa ha. Giống như trong cái phần 2 đó, sơ chuyển hóa ngữ dạ, thì chuyển hóa ngữ, cái từ chuyển hóa ngữ có nghĩa là bao gồm cả danh từ và tính từ dạ. Thì trong cái phần này đó, cái phần đầu đó là đã cộng cái công thức, chúng ta còn nhớ không ạ? Công thức của sơ chuyển hóa ngữ. Công thức của sơ chuyển hóa ngữ tức là ngữ căn ghép vào, ghép trực tiếp vào hậu tố nha, đã tạo thành nên từ chuyển hóa và bất biến từ. Còn thứ chuyển hóa ngữ thì hậu tố được ghép trực tiếp vào cái danh từ mà Kitaka này rồi, tức là ghép trực tiếp vào cái sơ chuyển hóa ngữ. Kitaka được gọi là sơ chuyển hóa ngữ nha, chúng ta cố gắng làm quen với những cái từ Kitaka là Pandita nha, để sau này chúng ta khỏi cần phải viết lại sơ chuyển hóa ngữ. Thứ chuyển hóa ngữ nó rất là dài ha, chúng ta sẽ dùng những thuật từ như vậy nhỉ. Đó thì ký tất cá này cộng với hậu tố nó ra tát đi tá vậy. Bài này đã gửi lâu rồi cho nên chắc các vị cũng đã đọc sơ qua rồi ha nhỉ. Ở đây xin cần lưu ý một số cái điểm quan trọng thôi nhỉ, chứ không có nhỉ. Thì về cái phần đầu tức là thứ chuyển hóa ngữ là những từ chuyển hóa ha, tức là bao gồm danh từ hoặc tính từ được kết hợp từ cái sơ chuyển hóa ngữ hoặc các gốc đại từ với các hậu tố. Nhưng mà đa phần tất cả là đều được hậu tố được ghép là Kitaka hết nhỉ. Nó có hoặc không có cú ná nha, có hoặc không có cú ná. Cái phần mà cú ná là phía trên chúng ta đã nói rồi nha, cú ná tức là sự tăng cấp âm ha. Ví dụ A thành A nhỉ, E thành E, rồi U thành O nhỉ. Rồi nếu có đó thì cái chữ thì nếu có thì N mà chấm dưới nha, được thêm vào trước hậu tố để chỉ cái dấu hiệu tức là nhận biết cú ná. Cái bài tập hôm, bài hôm trước thì chúng ta có một người hỏi về vấn đề gọi là thiếu chữ N đó nhỉ, thiếu chữ N đây tức là để nó để mang cái dấu hiệu tức là nhận biết gu ná ha. Giống như chúng ta đã đề cập nó thứ chuyển hóa ngữ, thế thì gồm nó là danh từ và từ chuyển hóa, tức là bao gồm danh từ và tính từ. Thì tính từ mà thuộc mà tánh đi tá này đó thì cũng dùng như là danh từ nam tính, danh từ nam hoặc nữ tính để chỉ tác nhân ha. Còn nếu mà trung tính là chỉ cái sự trừu tượng. Rồi các hậu tố tá đi tá có thể được chia thành 7 nhóm ha. Cho nên chia thành 7 nhóm: dòng dõi, sở hữu, trừu tượng, số từ chuyển hóa ngữ, đại từ, gốc từ nữ, tính và cũng như là hỗn hợp ha. Về dòng tộc thì phía đây sẽ chỉ đề cập một chữ N thôi nha, nhưng mà tất cả các từ sau thì chúng ta cũng nên là đề cập chữ N vào luôn nha. Chúng ta có thể viết hoặc không viết cũng được nha. Nhưng mà trong cái phần mà giải thích là chúng ta đã được gặp cái phần N là cái dấu hiệu để nhận biết rồi nha. Cho nên trong cái phần mà phía dưới này nó sẽ cộng trực tiếp luôn khỏi có N nha. Nhưng mà mặc nhiên học viên chúng ta cần phải hiểu nha, các vị phải ghi nhớ vậy. Cộng trực tiếp vào cái đuôi là á, á quá, a giá ná, a ná, a giá, i ra và giá, sẽ tạo nên cái danh từ thứ chuyển hóa ngữ vậy, mang nghĩa có là xuất phát từ gia tộc, từ dòng tộc, từ dòng dõi hoặc con cháu. Ở đây có một vài cái ví dụ điển hình chúng ta thấy rằng đó, ví dụ Gotama cộng với Á
Á ở đây tức là ná đó ha. Là thành Gautama. Gautama tức là cái từ chuyển hóa phía trên rồi đó. Cái từ mà sơ chuyển hóa ngữ rồi cộng với á giải nó ra thành thứ chuyển hóa ngữ là Gautama, tức là thuộc dòng tộc, thuộc tộc Gautama rồi. Manu, Manu, Manu là tên của đức vua ha, tên của vị vua mà đầu tiên vậy. Tên của vị vua mà đầu tiên ở cõi nhân loại này nhỉ. Thì cái chữ ú này đổi thành chữ ô, chữ a đổi thành chữ a là do gu ná nha, con gu ná cho nên nó mới đổi thành, đổi thành a, ú đổi thành ô rồi. Nhiều Ô như vậy đó thì chuyển thành ha, thì còn bộ cảnh Rồi ô đổi thành u đổi thành ô đổi thành a v. Chúng ta để ý đi ha, ô này nè, chữ ô nè đổi thành a v. A v ha. Rồi nó thành là Manawa, tức là hậu duệ con của vua Manu ha. Tương tự như là cách gia giá ná cũng như vậy luôn, là cách giá cộng a giá ná hoặc a ná a giá ná a ná vậy. Chúng ta đọc kinh điển cái từ mà cách gia giá ná này, tên của ngài cách gia giá ná chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ha. Và hơn nữa tức là cái bộ công phạm do một sư một cách gia giá ná cũng có. Sẽ có thấy người này nói người kia nói mood cái này rồi. Ok rồi. Rồi tương tự như vậy là các ví dụ này chúng ta hoan hỷ về 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 về, về coi thêm ha. Cũng để trình bày cũng khá rõ rồi. Rồi về sở hữu như vậy luôn. Về sở hữu thì các đuôi từ hậu tố tức là á a lá a lú a quá ý tá ý cá in ý lá man quan win vậy. Chúng ta đọc làm quen rồi. Nếu mà chúng ta nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì chúng ta chỉ cần nhớ các hậu tố mà điển hình như vậy thôi để thành lập nên gọi là thứ chuyển hóa ngữ thôi. Rồi nếu mà không ấy thì chúng ta có thể tra vào. Rồi tương tự như vậy trong cái từ mà trong cái về khía cạnh gọi là sở hữu thì các ví dụ là cũng cộng vào á ha, cộng vào trực tiếp vậy. Ở đây các ví dụ chúng ta có về cứ coi 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 cho kỹ vào kìa. Rồi danh từ trừu tượng cũng như vậy luôn, cộng vào cái hậu tố là á á cá ta 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 na ta ta và ta và giá. Ở đây mỗi cái hậu tố sẽ đều đưa ra một cái ví dụ nha, để cho các vị biết rằng mình cộng như thế nào vậy. Mỗi cái hậu tố phía trên này ha, ví dụ như mỗi mỗi phần nó có các hậu tố này sẽ đều cho ví dụ gọi là về các hậu tố đó. Rồi số từ chuyển hóa cũng như vậy luôn nha. Thì nó cộng vào cái hậu tố tức là khắc tung đa a giá cá tí giá tha ta tha ma so nha. E cá là e e các khắc tung ha nha. E các khắc tung nha. E các khắc tung, e các khắc tung nha. E các khắc tung một lần. Rồi banh chá má là số từ chúng ta đã học rồi ha, là chất thá này. À, đây xin nhầm cái nha. Rồi không chỉ ý vậy. Rồi chán còn thái như là chặt thái vậy. Rồi bí tí giá. Rồi đúng là mấy cái từ trên đây đúng hết rồi. Bên giá xô nhỉ. Bởi trong năm Bởi hoặc trong năm. Ở đây tức là số năm á ha. Bởi năm người hoặc như trong năm người vậy. Rồi về đại từ thì chúng ta cũng có một số cái hậu tố ha. Xô tha tập thân vậy. Mỗi cái thì sẽ đều có cho ví dụ ra các vị hết rồi. Rồi. Về cái danh từ nữ tính ha. Trong cái phần mà danh từ chúng ta học á, thì có cái bảng chia về đa na quan tú ha. Rồi thêm cái phần đuôi nữa là in nữa nha. In nữa. Thì trong cái bảng chia đó nó có chia cái phần nữ tính vậy, y vậy.
Thì ở đây là sẽ đề cập đến cái phần y đó đó. Ví dụ Danny nè, Danny nè. Khi nào không 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 nhớ thì có thể dạy lại cho mình cái bài bài về danh từ ha nhỉ. Bài về danh từ vậy. Rồi. Từ chuyển hóa hỗn hợp cũng 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 gồm cái hậu tố như vậy luôn ha. Rồi. Ở đây chỉ liệt kê ra các hậu tố và các ví dụ điển hình cho các vị thấy như vậy thôi. Và nó có cái trường hợp tức là có gu ná, không có gu ná và nguyên âm cuối bị xóa như thế nào vậy? Cái quy tắc tức là nguyên âm cuối của cái từ chuyển hóa sẽ bị bỏ nha. Cái nguyên tắc này chúng ta sẽ phần phần nhiều sẽ được áp dụng cho tất cả các từ ha. Rồi gu ná thì có thể có hoặc không có vậy. Rồi chúng ta qua bài tập ha nhỉ. Để phía trên có vị nào còn ý kiến gì không nhỉ? Dạ rồi. Nếu không thì chúng ta đi qua phần bài tập ha. Trong cái câu 1 đó chúng ta sẽ là Gacchaton Ananda Kusinarang Pavisitoa Kusinara Kanang Malanang Arojehi Achyakho Vasitha Ratiya Vachimeyame Tathagatasa Parinipanang Pavisati. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ là dạng động từ gì? Arojehi ha. Arojehi từ Arojehi ha, mà hí như vậy tức là ngôi thứ hai mà số ít ha. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng Bawisitoa ha, đây là một cái bất biến quá khứ phân từ. Từ cái động từ mà Bawisati là đi vào ha, đi vào, enter. Rồi thêm cái động từ phía sau nữa tức là Isati là ngôi thứ ba số. Ngôi thứ ba số ít của thì tương lai ha. Ngôi thứ ba số ít của thì tương lai. Như vậy trong cái câu đầu chúng ta sẽ coi ha. Chúng ta sẽ thấy hai vế nha. Đây có hai vế nha. Đây có dấu chấm, đây có dấu ngoặc kép nè. Có dấu ngoặc kép ha. Như vậy là chúng ta dịch cái câu câu đầu trước ha. À, phía trước là tức là gạch chéo nữa nè. À, gạch chéo tức là mệnh lệnh cách ha. À, của ngôi thứ hai số ít vậy. Tức gạch chéo. Cái à. Rồi chúng ta sẽ thấy chữ Ananda ở trong hai cái dấu ngoặc đơn, như vậy là sẽ là hô cách, chúng ta sẽ dịch trước ha. Như vậy là tôn giả này Ananda ha. Rồi toan tức là ngôi thứ hai đã hãy đi, cái chat tức là từ động từ cái chân lý là hãy đi nha. Này Ananda. Hãy đi này Ananda. Hãy đi. Này Ananda. Hãy đi này Ananda. Rồi Pavisita tức là đi vào kinh thành của Sinara nha. Tức là đi vào kinh thành của Sinara. Rồi bắt đầu Arojehi là từ cái thông từ Arojehi có nghĩa là thông báo hoặc bố cáo nha. Tức là nói, mà nói cho ai? Nói cho Malanang. Malanang tức là thuộc của bộ tộc Mala ha. Mà Anang như vậy tức là chia cho cách thứ tư hoặc cái thứ sáu số nhiều ha. Rồi Kusinara karang tức là thuộc Kusinara nha. Từ cái từ mà Kusinara vậy. Dạ. Thậm chí cái đuôi từ a cá nè. Nó thành là Kusinara tức là thị dân ở trong 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 thế xứ Kusinara. Thị dân ở trong kinh thành Kusinara. Rồi này Ananda hãy này, hãy đi này Ananda khi đến Kusinara. Khi chúng ta sau khi là khi đến Kusinara khi đến Kusinara hãy nói với dân thì đây 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 hí này cũng là mình lên cấp nha. Hãy nói với dân chúng, hãy nói với dân chúng xứ, hãy nói với dân chúng thành Kusinara, hãy nói với dân chúng thành Kusinara rằng ha,
chúng ta hiểu rằng ha, đáng lẽ là ở đây là nó sẽ tiếp nối, tức là Bhavisati tí ha, Bhavisati cộng với ý tí đó thì tí được, nó được thành dài là Bhavisati tí ha, nó phải cái nữa mà mình tách nó thành câu đơn vậy, cho nên chúng ta vẫn có chữ rằng đấy nha. Rồi anh chá là hôm nay nha, Wasitha Wasitha là riêng ha, mà đặt giữa hai cái này như vậy là hô cách nha, xin dịch trước vậy. Anh chá là hôm nay, Rati tức là đêm ha, Pachime Pachime là cuối vậy, tính từ là cuối, Yama Yame từ Yama tức là canh cuối ha, canh cuối của đêm này, canh cuối của đêm, của đêm hôm nay ha, canh cuối của đêm hôm nay. Thì tathagatassa parinippanang pavisati parinippana parinippanang 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 tức là viên tịch ha, viên tịch niết bàn, tại vì pari là tròn ha, mà nippana tức là sự tịch diệt, mà tịch diệt một cách hoàn toàn, tức là luôn cả phần đó là ngụ ngụ quẩn niết bàn luôn, tức là trước đây và cái tuổi 35 là ngài đã phiền não niết bàn rồi, nhưng mà vào cái năm mà 80 tuổi vậy, vào cái đêm hôm nay nè, và cái canh cuối của đêm hôm nay vậy, thì ngài sẽ luôn là ngụ quẩn niết bàn, tức là parinippana. Pavisati tức là có cái sự viên tịch niết bàn đối với ha, có thao cái thao là Như Lai vậy, trong cái đêm canh cuối của đêm vậy. Rồi chúng ta dịch cái câu này ha. Này Wasitha, này Wasitha, này Wasitha, này Wasitha, hôm nay hôm nay ha, hôm nay sẽ có sự viên tịch niết bàn của Như Lai vào canh cuối của đêm. Hôm nay sẽ có. Cậu ơi, đưa mẹ điện thoại tí Ngọc. Ừ, Bà nhiều lắm không chịu tắt tắt bít để nói sư đang giảng nói nghe được. Sư Hiền nói sư mới la, sư tin đợi sư la. Là mấy người À, rồi hôm nay sẽ có sự viên tịch, hôm nay sẽ có sự viên tịch niết bàn. Về cái từ mà đọc âm của từ niết bàn ha, là chúng ta có thể là viết chữ niết bàn hoặc chúng ta có thể viết chữ niết bàn cũng được nha. Nếu mà chúng ta đọc âm thành cái chữ mà niết bàn như vậy đó, nó rất là gần với cái từ là niết bàn đó. Yeah. Còn niết bàn á thì nó lại hơi chạy âm tí xíu, yeah. Cho nên ở đây là sư sẽ phiên 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 âm cái chữ là niết bàn vậy. Như Lai sẽ tịch, hôm nay sẽ có sự viên tịch niết bàn của Như Lai vào canh cuối của đêm. Hoặc chúng ta có thể dịch xuôi tức là hôm nay Như Lai sẽ viên tịch niết bàn vào canh cuối ha, chúng ta có thể đọc xuôi tới như vậy. Dạ. Rồi qua cái câu 2 vậy. Dạ, À, trong câu 2 là Magadho Bimbisaro Raja Raja Atano Pasadasa Ubari Mattale Thito Bindaya Charantang Bodhisattang Anupachante Nagate Diswa Kim Etanti Buchi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng động từ sẽ là bố trí ha, tức là từ động từ bố trí tí, có nghĩa là hỏi, mà bố trí như vậy là quá khứ ha, quá khứ như vậy ngôi thứ ba số ít vậy. Rồi chúng ta nhìn lại là đi xoa ha, đi xoa tức là bất biến quá khứ phương từ của động từ bắt sắp tí, có nghĩa là thấy vậy. Rồi chúng ta kiếm thì coi còn cái gì nữa không. Rồi Anugacchante tức là hiện tại phân từ của hiện tại phân từ của động từ Anugacchati ha. Rồi Thito tức là quá khứ phân từ của động từ Tithati vậy, sẽ bổ nghĩa cho nó sẽ được sử dụng như tính từ, sẽ bổ nghĩa cho. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chủ động từ phía dưới tức là ngôi thứ ba số ít và quá khứ, thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là Magando Bimbisaro nha, Raja, tức là Raja 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 là đức vua ha, mà Bimbisara tức là tên của Bimbisara, dạ. Magara tức là xứ Magara vậy, thì chúng ta dịch là như vậy là cái cụm mà gọi là khí tô tức là đứng ha, mà ba sa đá tức là lâu đài ha, upari upari là ở trên đó, còn mắt uparim uparim
upari matale, upari matala ha, chúng ta sẽ đây là upari ma là tán lá vậy, upari matala tán lá có nghĩa là tầng, tức là thượng lầu ha, chúng ta có thể dịch cái cụm này là thượng lầu vậy. Khi đứng ha, tức là đức vua Bimbisara xứ Magadho này nè, khi đứng tức là đứng trên thượng lầu ha, đứng trên thượng lầu, đứng trên thượng lầu, đó là dịch vậy, đứng trên thượng lầu, thượng lầu của hoàng cung ha, thượng lầu của hoàng cung, đứng trên thượng lầu của hoàng cung, vua vua Bimbisara, Bim Bí Sa Ra, chúng ta phải viết hoa tên riêng ha. Vua Bim Bí Sa Ra xứ Magadha, Magadha xứ Magadha, xứ Magadha làm cái gì? À, sau khi khi đức vua, tức là cái thuộc tính phía trước, tức là đứng ở trên thượng lầu rồi, rồi bắt đầu mới là đi xoa nè, tức là thấy nè, mà thấy thấy cái gì? Ở đây nagare, nagare là na, nagare, nagare, nagare là thuộc thị dân ha, à, tính từ, vừa là tính từ vừa là danh từ nam tính luôn vậy, có nghĩa là thuộc thị dân, thuộc thành thị và thị dân ha. Nếu mà tính từ là thuộc thị, thuộc thành thị, còn nếu mà danh từ là thị dân, tức là dân của thành phố đó, yeah. Tức là khi thấy, đâu rồi, đó, khi thấy ha, dân chúng nè, mà anugacchanti tức là đi theo ha. Cái chất tí mà ăn uống tức là theo, tức là đi theo, đi theo ai? Đi theo Bodhisattva, tức là Đức Bồ Tát ha. Mà Đức Bồ Tát đang làm cái gì? Đức Bồ Tát charantang, tức là hiện tại phương từ của động từ charati, có nghĩa là đi ha, mà này là đang đi ha. Mà ở đây cái cụm từ là binda ya charati, có nghĩa là đi khất thực ha, đi theo Đức Bồ Tát khi mà ngài đang đi khất thực vậy. Vậy chúng ta dịch tiếp ha, vì rằng á, đi xoa là bất biến quá khứ, thì chúng ta có thể dịch là sau khi, nhưng mà động từ cuối của nó là quá, bất định khứ, yeah, cho nên chúng ta dịch cùng một thì luôn, tức là quá khứ hơn, yeah, đã ha, đã thấy, đã thấy dân chúng, đã thấy dân chúng, chúng ta thị dân, chúng ta dân chúng ha, đã thấy dân chúng đi theo sau, đã thấy dân chúng, đã nhìn thấy dân chúng đang theo sau, đã nhìn thấy, đã thấy dân chúng đang, đã thấy dân chúng đang theo sau, đã thấy dân chúng theo sau, tại vì nó cũng anuchante, nó cũng hiện tại phương từ, mà charanta cũng là hiện tại phương từ luôn, charanta cũng ha. Đã thấy dân chúng đang theo sau Đức Bồ Tát, à, đã thấy dân chúng đang theo sau Đức Bồ Tát ha, rồi Đức Bồ Tát, vì rằng Bồ Tát là ám chỉ cho tiền thân của Đức Phật, cho nên mình viết hoa ha, khi ngài đi khất thực, khi ngài đi khất thực, à, rồi bắt đầu khi ngài đi khất thực, rồi bắt đầu mới là bố trí nè, bây giờ mới hỏi là bèn hỏi ha, tức là và hỏi rằng, tức là đã thấy dân chúng đang theo sau Đức Bồ Tát khi ngài đang đi khất thực, khi ngài đi khất thực, và hỏi rằng, và hỏi rằng, bèn hỏi rằng, chúng ta có thể là bèn hỏi rằng ha, bèn hỏi rằng, hỏi rằng là kim là cái gì ha, e tăng, à, kim là cái gì hoặc ai đó vậy, e tá tức là đó, như vậy là ai đó, hỏi rằng ai đó, ai vậy, vị đó là cái vị đích thực đó là ai vậy, ai đó tức là hỏi cẩn thận của vị của đức vua ha, rồi rồi như vậy câu số 3, câu số 2 xong rồi ha, câu số 3 là atite paranasiyang pramadatte rajang karente bodhisatto batika sat patika satassa kanitho ahosi. Ở đây nguyên cái cụm này chúng ta sẽ thấy rằng atite brahma paran paranasi yang brahmadatte rakye karante, yeah. Chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là nguyên cái cụm này là cái cụm gọi là bữa nay chúng ta sẽ học về gọi là cái bài số 16 á, chúng ta sẽ học về gọi là vị trí cách tuyệt đối, vì rằng ở đây chia theo là e này ha. Yeah, nó được gọi là absolute, yeah, located absolute, vị trí cách tuyệt đối ha. Cho nên cái cụm này chúng ta sẽ dịch trước vậy. Karente, atite tức là quá khứ ha, trong phần ngữ mà chúng ta biết rồi. Paranasiya tức là kinh thành Paranasi ha. Cái văn tức là ở trong ha, vị trí cách vậy.
Pramadate tức là tên của đức vua. Nhưng mà cái cụm mà Ratchang Karoti, Ratchang Karoti lúc trước chúng ta đã nói về, nó trở thành tức là chỉ vì ha. Chúng ta dịch cái cụm thành ngữ này là chỉ vì vậy. Như vậy là thuở xưa, Atite tức là quá khứ, nhưng mà chúng ta có thể là dịch là thuở xưa ha. Thuở xưa, thuở xưa khi chúng ta cái cụm này chúng ta sẽ dịch ra là trong khi hoặc khi nha. Cái cụm mà nó chỉ ở vị trí cách mà tuyệt đối như vậy, located absolute ha, thì chúng ta có dịch trong khi nó bằng với lại chữ when hoặc while. Như vậy là trong khi mà khi khi vua Pramadatta, khi vua Pramadatta, khi vua Pramadatta đang chỉ vì, đang chỉ vì xứ, đang chỉ vì xứ Ba La Nại ha, hoặc Varanasi. Tại vì những cái này là cái cụm này thường thường sẽ xuất hiện ở trong Chaitanya rất là nhiều vậy. Tức là kể về trong tiền thân như vậy. Varanasi, Varanasi. Rồi khi mình như vậy đó. Rồi bây giờ mấy chủ từ nữa nè. An Hô Xí, chúng ta sẽ thấy rằng đây là động từ Hô Tí nha, là quá khứ. Ngôi thứ ba số ít vậy. Như vậy là chủ từ sẽ là Bodhisatto, Io đi ha. Như vậy là Bodhisatto An Hô Xí. Như vậy phía trước nó sẽ là có một cái tính từ nha, để bổ nghĩa cho. Tại vì theo đứng trước cái động từ mà Hô Tí á, sẽ là tính từ hoặc là danh từ chuyển hóa vậy. Như vậy ở đây sẽ là Kanitho. Kanitha, Kanitha là chúng ta, Kanitha có nghĩa là trẻ nhỏ, em út ha, nhỏ nhất ha. Kanitha là nhỏ nhất, nhỏ nhất. Rồi Batika, Batika Sata tức là từ mà Batika có nghĩa là người anh nha. Batika gọi là anh hoặc em trai đây nè, trong ngữ vẫn có nè. Sata có nghĩa là một trăm ha, một trăm mà của một trăm, tức là của một trăm người anh trẻ, của một trăm người anh trai vậy. Thì như vậy là Đức Bồ Tát lúc đó là người em út ha, của 100 người anh trai vậy. Rồi chúng ta dịch tiếp là Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát là người em út. Là người em út. Là người em út. Của 100 người anh trai. Nếu mà cái chữ Batika không nghĩa là anh hoặc là em trai nha, nhưng mà trong trường hợp tức là út là ám chỉ cho là người út, thì như vậy là tất cả những người trên đều là anh trai hết. Rồi về câu số 4. Câu số 4 là Ekada Maha Kassa Bathero Gelanyena Bilito Raja Gahato Awi Awi Dure Pipali Guha Yang Wihari. Như vậy chứ Wihari tên là từ động từ Wihari tí hả, là trú hả, mà quý ý như vậy tức là bất định khứ ngôi thứ ba số ít vậy. Như vậy chủ từ sẽ tương thích, chủ từ sẽ hòa hợp về ngôi và số, tức là chúng ta sẽ thấy rằng Mahakasapo ha, Mahakasapathero vậy. Đó trong cái phần này sẽ là cái từ từ chuyển hóa đấy nha, tức là sự kết hợp đó, giữa cái danh từ, giữa hai danh từ với nhau vậy, này sẽ ma sát vậy. Ở trong trường hợp này thì nghiên lên như thế đó. Nghiên lên thêm từ chuyển hóa nè. Như vậy chủ từ sẽ là Mahakassapa Thero Vihari, tức là tôn giả Mahakassapa ha. Trú, mà trú ở đâu? Đây, Guha là hang nha. Bipali tức là tên của cái hang, tức là trú ở hang Bipali vậy. Avidura, Avidura có nghĩa là gần nha, tính từ nghĩa là gần nha. Gần, gần, gần như vậy. Rajagaha tức là xuất xứ cách ha, gần ở kinh thành Rajagaha nha, gần kinh thành Rajagaha. Ekada tức là một thời nha. Ekada là một thời, một lúc nọ nha, trong phần ngữ vẫn có này. Còn Gelanyena rồi Abibilita thì nó tách ra thành là Gelanya ha, tức là bệnh nha. Mà Ena như vậy là công cụ cách, là cách thứ ba nha. Nó vẫn còn giữ cái biến cách này hay. Chứ mà nó ghép với lại abibilita tức là quá khứ phân từ, còn abibileti còn là áp bức hả? Tức là bị chi phối, bị áp bức bởi, tại vì ena đi nha, công cụ cách là bởi cái bệnh tật. Như vậy một thời, một thuở nọ, chúng ta dịch ra
một thỏi nọ, một thỏi nọ tôn giả, à, trưởng lão ha, à, tại vì Thero là trưởng lão, ngài trưởng lão, ngài trưởng lão Ma A Gas Saba. Cái mà abibilito này nè, nó là quá khứ phân từ, cho nên nó sẽ là thuộc từ cho cái mà Mahakasapo này, nó sẽ là bổ nghĩa ha, bổ thuộc từ ha. Như vậy tức là ngài đó là ngài đang bị bệnh nè, tức là một thuở nọ khi bị chi phối bởi bệnh tật, rồi ngài trưởng lão Mahakasapa này mới ở trong, mới trú trong cái hang Pipali gần kinh thành Rajagaha. Thì chúng ta dịch xuôi ha. À, như vậy là trưởng lão Mahakasapa khi bệnh nặng, khi bị bệnh nặng, khi bị bệnh nặng, à, đã trú tại hang Bipali, à, hang Bipali gần, dẫu rằng không có chữ kinh thành nhưng mà chúng ta cũng thêm vào nha, kinh thành ra chứ cái hả, ra chứ Rồi. Rồi câu số 5, câu cuối cùng nha. 8 giờ rồi. Rồi trong câu cuối cùng là Medawino Sissa Garunang Mahantang Garawang Dakse Toa Nana Sethesu Batawang Lapanti. Rồi chúng ta sẽ thấy động từ là âm tí ha, như vậy là thì hiện tại ha. Ngôi thứ ba số nhiều. Dạ. Yeah. Là bát tí có nghĩa là được hoặc có nha, có được nha. Như vậy dasya toa là bốn bước biến hóa các từ nha, từ động từ mà pasat tí, dasya tí, dasya tí tưởng từ dasya tí nha. Dasya tí phía dưới là gì? Dasya tí là nguyên nhân nha, là động từ nguyên nhân của dasat tí đây nè, là cho thấy nè. Rồi một bước biến từ, một bước biến quá khứ phân từ như vậy chúng ta sẽ dịch cùng thì với lại mà hiện tại luôn nha. Vậy sẽ tương thích là, à, chúng ta nhìn ngược lên thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là Sissa, Sissa là đệ tử nha, đệ tử học trò nha, trong phần ngữ vẫn có đó. Medawino tức là thuộc từ của cái Sissa nha, Medawi từ cái đồng là Medawin ha, Medawin, Medawin cộng với cái đối từ là in á, cộng với cái đối từ in tức là tính từ sở hữu nha. Medawin, Medawin tức là có trí ha, và Medawin là sáng suốt thông minh nha. Như vậy chúng ta sẽ dịch nó là những người đệ tử. Những người đệ tử, những người đệ tử thông minh, những người này đệ tử thông minh làm cái chi? Bây giờ dasya toa tức là làm cho thấy ha, cho thấy mà gara gara quang gara quá gara quá tức là sự tôn kính nha, danh từ là tôn kính nha, tôn kính, danh từ tôn kính nha. Mahanta tức là tính từ là to lớn nha, thuộc từ cho cái garawa tức là tỏ tỏ cái lòng mà tôn kính, tại vì dasya tí tức là làm cho người ta thấy, làm cho người ta biết nhỉ? Làm cho thấy cho biết nhỉ? Tức là tỏ cái sự tôn kính lớn lao của mình. Rồi garuna, garunang là từ từ cái danh từ là garu ha, mà u năng như vậy đó, tức là cách thứ tư hoặc cách thứ sáu số nhiều vậy. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta sẽ thấy là tỏ cái sự tôn kính đến, như vậy chúng ta sẽ sử dụng cách thứ tư số nhiều ha. Như vậy các vị đệ, những người đệ tử thông minh, những người đệ tử thông minh, chúng ta dịch sau khi đi, cái cộng đó chúng ta dịch cái việc sau khi tỏ sự tôn kính, sau khi thể hiện, sau khi tỏ lòng tôn kính, tỏ lòng tôn kính, sau khi tỏ lòng tôn kính to lớn đến vì A Nan, cho nên các vị thầy nha, sau khi tỏ lòng tôn kính to lớn, sau khi tỏ lòng tôn kính lớn lao, là lớn lao đi, sau khi tỏ lòng tôn kính lớn lao đến đến các vị thầy, rồi những người đệ tử mà thông minh này nè, rồi bắt đầu sẽ lắp bát tí ta là đạt được ha, ba tao quá có nghĩa là sự thiện xảo, sự khéo léo. Nana sắp thề xuống tức là nana có nghĩa là khác ha, nana có khác nhỉ. Sát thá, sát thá có nghĩa là môn học ha,
Như vậy đó là sẽ đạt được thành thạo trong các nghề khác nhau nha. Đạt được những người đệ tử thông minh sau khi làm như vậy, những người đệ tử, sẽ đạt được chúng ta bỏ chữ sẽ cho nên kiểu rằng nó không tương lai nhưng mà nó cho nó xuôi vòng vậy. Đạt được kỹ năng thành thạo. Nana là khác nha. Ba tao quăng có là sự sự thiện xảo, cái kỹ năng, sự khéo léo, tức là đạt được sự khéo léo trong các nghề, đạt được sự thành thạo, đạt được sự thành thạo, sự lão luyện, đạt được cái sự lão luyện, sự thành thạo, đạt được sự thành thạo trong các nghề khác nhau. Nana là khác nhau nha, trong các nghề khác nhau. Rồi. Rồi như vậy chúng ta xong. Phía dưới là chúng ta sẽ có đề cập thêm là tức là ngữ căn mà được dùng như là hậu tố nha. Đây. Phía trên đó, tức là chúng ta có các hậu tố, tức là những cái đuôi từ như vậy này. Nhưng mà phía dưới này đề cập thêm, tức là ngữ căn cũng được sử dụng như một hậu tố này, và đưa ra một vài ví dụ ở đây ha. Chúng ta thấy rằng bu nè, căn bu nè, tức là từ căn bu thì là cho nó ghép lại nó vẫn thành là abibu luôn. Chứ không phải là bu được được ghép với lại hậu tố để trở thành gọi là sơ chuyển hóa ngữ, là cái số 2 mà chúng ta đã học hay được gọi là ký tắc cá nha, mà bu này trở thành cái hậu tố. Ở đây những dạng đặc biệt cho nên được đề cập thêm nhỉ. Rồi như vậy chúng ta xong cái bài số 15 này về hai cái phần cuối của cái sự hình thành từ loại, tức là sơ chuyển hóa ngữ và thứ chuyển hóa ngữ, ký tắc cá và tắc bi tá. Thì trong cái bài số 16 hôm nay đó, là chúng ta sẽ tổng hợp lại có những cái vấn đề mà liên quan đến, thì chúng ta sẽ tổng hợp lại. Thì trong cái bài tổng hợp này vậy, nó cũng không có gì khó cả, nó cũng không có gì khó cả, chỉ cần đề cập thêm một số cái khía cạnh, rất là chúng ta đã nói rồi nhưng mà chúng ta chưa có nói kỹ thôi nhỉ. Ví dụ về thứ tự các câu ha, về thứ tự các câu thì buổi đầu khi mà học về động từ hoặc như về cấu trúc câu đấy, chúng ta có nói rồi nhỉ. Trong một cái câu đơn giản, trong một câu đơn giản của Pali thì sẽ gồm ba cái thành tố nhỉ, được sắp xếp theo đúng thứ tự như vậy, tức là chủ từ, là túc từ và động từ ha. Chủ từ, túc từ và động từ nhỉ, tức là chủ từ đứng trước, túc từ đứng sau và cuối cùng là động từ nhỉ. Được dùng cái thuật ngữ tức là cắt tú câm má và kriya nhỉ. Kiriya hoặc kriya cũng giống nhau nha. Thì trong cái mà phần cái thứ tự như vậy thì có những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất thì trong câu đơn á, trong câu á, thì nó có nhiều loại câu, là câu đơn, câu ghép và câu phức nha. Có ba loại câu nha, câu đơn, câu ghép và câu phức. Thì động từ luôn luôn đặt ở cuối, chúng ta lưu ý nha. Rồi trong câu đơn mà có túc từ á, trong câu đơn có túc từ, thứ tự sẽ là như vậy nè. Chủ từ, túc từ và động từ. Vì rằng câu đơn nó cũng có là chủ từ và động từ không, không có túc từ nha. Ví dụ tôi ngủ, thì đâu cần túc từ đâu. Nhưng mà tôi ăn cái gì đó thì sẽ có túc từ, hoặc như tôi đi đến đâu sẽ có túc từ. Đó. Rồi các từ chỉ định chủ từ và túc từ phải được đặt ở trước mắt. Chúng ta hiểu các từ chỉ định không? Các từ chỉ định tức là các từ bổ nghĩa ha. Chúng ta chỉ định hoặc là bổ nghĩa đó. Các từ chỉ định, chỉ định cái thuộc tính của nó đó, thuộc tính của chủ từ hoặc là túc từ phải được đặt ở trước nó. Trạng từ thì đặt đặt trước động từ. Như vậy đó, chúng ta sẽ thấy là phía trước cái chủ từ này chúng ta sẽ có thể là đặt thêm những cái từ bổ nghĩa cho nó. Ví dụ như chủ từ là người đàn ông, nhưng mà người đàn ông to lớn, hoặc người đàn ông, mấy người đàn ông, một người, hai người đàn ông, cái đó là thuộc từ của cái chủ ngữ này ha. Túc từ cũng như vậy, chúng ta có thể thêm những cái tính từ mà thuộc từ bỏ vào chỗ này. Rồi động từ, trước động từ chúng ta phải thêm gì, thêm cái trạng từ ha. Rồi các liên từ này đó được dùng để tạo nên câu ghép. Còn chia và xá chia thì được dùng tạo nên câu phức. Các ví dụ về chia gia đí, sorry, cái này gia đí nha, gia đí nha các vị, ta đí nha. Gia đí xá chia đó, nếu đó thì chúng ta coi trong cái bài trước đó, đã có đề cập đến rồi. Thì tạo nên câu phức là trạng từ chỉ thời gian luôn đứng trước câu. Lưu ý ha, trạng từ chỉ thời gian thì luôn luôn đứng trước câu ha. Ví dụ như ekada ha. Rồi ekang samayang rồi te na samaye na là phải đặt ở trước câu hết nha. Rồi về cái phần mạo từ, mạo từ thì trong Pali á, trong Pali thì không có mạo từ mà tương đương như trong Anh ngữ ha, nhưng mà chúng ta có thể tạm dùng cái từ mà là eko và ekachie nè, được hiểu theo nghĩa tức là mạo từ bất định ha.
Rồi ESO đó thì hiểu theo nghĩa tức là mạo từ xác định, tức là mạo 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 từ bất định. Mạo từ bất định ở đây có nghĩa là nếu trong tiếng Anh có nghĩa là anh nha. Mạo từ bất định là anh nha. Ví dụ như ecobursal, tức là mình có thể mình dịch là một người đàn ông, hoặc như là bỏ không dịch chữ eco cũng được nha. Rồi eso, ví dụ esoburiso hoặc như là soburiso, tức là thường chúng ta sẽ so là ấy ha, là cái đại từ là ấy, nhưng mà soburiso có nhiều lúc chúng ta không cần dịch luôn, không phải người đàn ông ấy, mà tức là nó chỉ là một cái mạo từ mà xác định nếu mà chúng ta chuyển ngữ mà từ Anh ngữ qua thôi, tức là người ta đệm và ấy như vậy thôi. Còn chúng ta có thể không viết cũng không sao nha. Ở đây đề cập thêm cho cái vấn đề chúng ta là biết rằng có sự so sánh giữa giữa giữa, giữa Poly với lại tiếng Anh ngữ ha. Chúng ta lưu ý cái này chỉ là trong Anh ngữ đó nha, so sánh gì trong Anh ngữ thôi. Rồi về cái sự hòa hợp nha. Thì hòa hợp ở đây thì chúng ta có ba khía cạnh, tức là hòa hợp giữa chủ từ và động từ, hòa hợp giữa tính từ và danh từ, hòa hợp về từ quan hệ với từ đứng trước. Thì ba khía cạnh đi ha. Hòa hợp giữa chủ từ và động từ. Chắc chắn rằng cho một câu đơn giản như vậy, động từ chia như thế nào, số ít, ngôi như thế nào thì cái chủ từ cũng phải hòa hợp như vậy. Trải qua nhiều cái bài mà chúng ta đã dịch rồi ha, chúng ta sẽ thấy rằng trước tiên vào phải kiếm động từ rồi bắt đầu sẽ kiếm về chủ từ. Cho nên là sự hòa hợp giữa hai này rất là quan trọng nhỉ? Và đầu tiên chúng ta phải đề cập đến nhỉ? Nếu mà động từ có thể là một động từ có ngôi. Động từ có ngôi là anh chị cho là động từ mà đã được chia cắt theo cách thì rồi ha, có ngôi khi mà được cộng vào bởi những cái từ vị động từ, những cái từ vị biến tố động từ, ví dụ như là tí nè, n tí nè, hí thá mí má. Ví dụ như ở đây có đề cập đến là bhikkhu gahabatim owadi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng owadi ha, từ cái động từ owadati. Và owadi như vậy là bất định khứ ngôi thứ ba số ít vậy. Ngôi thứ ba số ít như vậy tương tự sẽ là hòa hợp về ngôi và số, như vậy chủ từ cũng sẽ là số ít luôn. Như vậy là bhikkhu tức là một vị tỳ khưu ha, vị tỳ khưu owadati có nghĩa là giáo huấn, giáo huấn như là giảng dạy thuyết giảng vậy. Tức là giáo huấn cho, đã giáo giới cho người gia chủ ha, Gapati tức là người gia chủ vậy. Rồi động từ là cũng có thể là danh từ với cái động từ hô tý. Danh từ với động từ hô tý ha, chúng ta lưu ý cái động từ hô tý hồi nãy có đề cập đến ha, phía trước động từ hô tý có thể là danh từ hồi nãy có nơi đề cập đến, hoặc là tính từ thì ở đây sẽ đề cập đến danh từ nè. Động từ hô tý theo sau nó như là yadi ete guna trong cái ví dụ ha. Yadi eteguna thì như vậy đó, trong cái trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ hô tí đã được hiểu ngầm trong đây nha. Bởi vì guna hôn tí nha, đây cái phần mà cái nghĩa ra đó có nè, là hôn tí nè. Nếu những điều này ha, nếu ete là điều ấy, điều này ha, nếu những điều này là giới, là guna là ân đức ha, là giới hạnh, là ân đức, thì cái chữ là đó thì thường chúng ta sẽ không có thấy cái chữ hô tí, thấy cái động từ hô tí đâu nhỉ? Nó được hiểu ngầm nhỉ? Rồi cái loại thứ ba nữa tức là tính từ với hô tí, tính từ với hô tí ha, tính từ với hô tí, tính từ với động từ hô tí đi, động từ hô tí thì cho nó đầy đủ luôn, với động từ với hô tí như là toan atibalo, toan atibalo thì chúng ta sẽ thấy toan tức là chủ từ ha, Atibalo tức là tính từ, ati là rất, là trạng từ rất, khi mà ghép trực tiếp vào gọi là ba lá tức tính từ có nghĩa là ngu si đần độn vậy. Như vậy thêm cái động từ hô tí nữa sẽ là toan mà là á xí hoặc là á xí, đúng rồi, chúng ta có thể là ba quá xí. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái động từ mà as, từ cái căn as hoặc như căn bu. Tức là động từ đặc biệt, dạ. Động từ bất quy tắc, dạ. S. Như vậy là bạn thì rất ngốc, bạn thì rất là ngốc, bạn thì rất là ngốc, bạn thì rất là ngốc, bạn thì rất ngốc, bạn thì rất là ngốc.
Rồi, cái loại thứ tư nữa tức là quá khứ phân từ như động từ có ngôi nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy là quá khứ phân từ nè. Đây, phía sau nó cũng là ở phía sau nó cũng là so bí gato tức là hắn cũng đã đi rồi. Chúng ta cũng hiểu ngầm là có thể là thêm động từ hô tí hoặc không cũng không là vấn đề nha. Yeah, nhưng mà ở đây nó là bản chất nó là một cái quá khứ phân từ. Yeah, nó không phải là tính từ thuần tí giống như chữ ba lô và nó cũng không phải là danh từ giống như chữ guna. Yeah, mà nó là quá khứ phân từ cho nên cái động từ là có bốn khía cạnh như vậy nha. Rồi động từ có ngôi nó phải hòa hợp về chủ từ, về số và ngôi tức là khía cạnh mà chúng ta cần phải lưu ý đó, phải hòa hợp như vậy ha. Phía trên là đề cập là động từ là có thể là cái động từ là có thể là bốn loại như vậy. Yeah. Rồi cái thứ hai tức là phải hòa hợp về số và ngôi. Khi có nhiều chủ từ với các ngôi khác nhau thì động từ được chia ở ngôi thứ nhất số nhiều. À, chúng ta lưu ý đây nha, ngôi thứ nhất số nhiều nha. Ngôi thứ nhất số nhiều. Nếu mà chủ từ, nhiều chủ từ nha, nhiều chủ từ với các ngôi khác nhau. Nhiều chủ từ với các ngôi khác nhau thì động từ sẽ được chia ở ngôi thứ nhất số nhiều. Ví dụ như so ya toàn a hằng cái cha má. So là hắn ha, là nó nhỉ. Chá là hoặc toàn là bạn, a hằng là tôi, cái cha má là chúng ta. Đúng không? Như vậy đó là so nè, ngôi thứ ba nè, toàn là ngôi thứ hai nè, a hằng là ngôi thứ nhất nè. Như vậy là hắn, bạn và tôi đi. Đó, chúng ta phải nhớ là chia ở ngôi thứ nhất số nhiều. Còn nếu nếu không có chủ từ ở ngôi nhất, nếu không có chủ từ ngôi nhất tức là trong câu mà không có cái ngôi mà ngôi nhất tức là ngôi á hăng á ha, á hăng hoặc như là mã văn vậy thì động từ được chia ở ngôi hai số nhiều nếu không có không có chủ từ ở ngôi nhất. Chúng ta lưu ý cái này ha, không có chủ từ ngôi nhất thì động từ chia ở ngôi hai số nhiều nha, tức là chỉ còn là ngôi thứ ba và ngôi thứ hai thôi. Ví dụ số giá toán, số giá toán gích chát thá, số giá toán gích chát thá tức là số là hắn ha, toán là bạn nhỉ, gích chát thá tức là chia ở ngôi thứ hai số nhiều. Rồi khi một tính từ hoặc một quá khứ phân từ, ở đây sẽ viết tắt chữ quá khứ phân từ nha, đóng vai trò của động từ thì nó phải hòa hợp với chủ từ về tính và số. Ví dụ số gato, à, điều này hẳn nhiên rồi ha. Ừ. Khi một tính từ hoặc là quá khứ phân từ mà đóng vai trò giống như là động từ, tức là ám chỉ cho cái khía cạnh thứ 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 tính từ tức là ở trên đây ha, khía cạnh thứ ba của cái vế đầu ha, và khía cạnh thứ tư luôn. Yeah. Yeah. Khi nó là tính từ hoặc là quá khứ phân từ mà đóng vai trò tức là động từ thì nó phải hòa hợp về tính và số với lại chủ từ. Ví dụ số tức là chủ cách số ít, yeah, thì phải là gato thì cũng phải chia luôn. Yeah. Ví dụ như xa thì phải là gata, hoặc như là tăng thì phải là gá tăng. Đó, chúng ta phải chia ha. Tăng là trung cấp, là trung tính vậy, thì phải chia là gá tăng vậy. Rồi. Rồi khi mà một danh từ mà đóng vai trò là động từ thì không phải hòa hợp về tính và số. Thì không cần phải hòa hợp về tính và số. Khi một danh từ đóng vai trò là động từ, đóng vai trò của động từ thì không phải hòa hợp, thì không cần phải. Mình chỉ cần đi cho rõ. Thì không cần phải hòa hợp về tính và số, như là Appamado, Nibbana, Ba Đăng, bất phóng dật là con đường dẫn đến Niết Bàn. Chúng ta sẽ thấy rằng Appamado ở đây nó là chủ từ đây này. Yeah. Rồi Nibbana, Nibbana, Ba Đăng. Ba Đá tức là con đường ha, Ba Đá là con đường, là đạo lộ. Nibbana tức là dẫn đến. Dẫn đến. Nibbana sa Ba Đăng tức là con đường hướng đến Niết Bàn. Động từ vẫn là hố tí nha. Ở đây trong trường hợp này tức là ám chỉ cho cái gì Nibbana Padang, tức là khi một danh từ đóng vai trò là động từ đó nè, Nibbana Padang ha. Yeah. Ám chỉ cho cái gì? Ám chỉ cho cái vế thứ hai. Vế thứ hai trên đây nha. Vế thứ hai ở trên đây. Danh từ với động từ hô tí nè. Yeah, rồi. Yeah. Rồi giữa tính từ và danh từ, tính từ và danh từ tức là tính từ là có phần bổ nghĩa với danh từ, cho nên là phải hòa hợp về tính và số và ngôi với danh từ nha. Kể cả tính từ mà thuần túy hơn cũng như chuyển hóa luôn. Yeah. Rồi giữa từ quan hệ và từ đứng trước, từ quan hệ phải hòa hợp với từ đứng trước về tính số và ngôi. Chúng ta phải lưu ý nha, cũng hòa hợp về tính số và ngôi luôn. Từ quan hệ có thể được dùng riêng mà không có danh từ. Yeah. Quan hệ mà dùng riêng có thể được dùng riêng mà không có danh từ như là vô
Janati số imang gan hà tu. Ở đây chị vô nè, tức là từ quan hệ ha. Vô đây là từ quan hệ. À, như vậy chủ từ nó là gì? Chủ từ nó sẽ là số đây nè, tức là ai, ai mà biết, tức là cái người này nè, cái người mà Janati có nghĩa là biết nha. Janati có nghĩa là từ động từ Janati có nghĩa là biết vậy. So là hắn ha. Vô là ai vậy? Imang là cái này vậy. Ganhatu, ganhatu từ động từ ganhati, ganhati có nghĩa là lấy ha. Tức là ai biết thì người đó lấy. Tức là cái chủ từ của cái vế đầu của cái mà từ quan hệ đó là có nghĩa là so luôn nha. Tức là cái người mà lấy cái này đó, tức là người biết. Yeah. Như vậy là vô thôi nha. Như vậy không có gì, không có danh từ nha. Rồi từ quan hệ được dùng thay cho danh từ đứng trước của nó, ví dụ như ahang e kang uba yang chana mi am he ga han tung no sakisati. Yeah. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng từ quan hệ được dùng thay cho danh từ đứng trước, từ quan hệ thay danh từ đứng trước từ quan hệ, ở đây không có từ quan hệ là vô nữa nha, và thay danh từ đứng trước của nó luôn. Ahang e kang uba yang chana mi, tức là ahang là tôi ha, e kang uba yang nữa, uba yang là cái cách thức ha, mà cha nam ý tức là biết ha, tôi biết một cách vậy. Rồi âm he tức là chúng tôi ha, yeah, chúng tôi vậy. Gan hi tôm tức là nguyên mẫu của động từ gan hati, gan hati có nghĩa là lấy vậy. Mà để lấy ha, mà no là phân từ là không, phân từ vô định là không. Sắc kí sắc tí từ là người sắc cô tí là có thể nha, mà không có thể, như vậy là không thể bắt chúng tôi, tức là tôi biết một cách mà khiến cho họ không thể bắt chúng tôi. Yeah. Mà tại vì ít sát tí tức là ngôi thứ ba số ít, cho nên là không thể, mà nó không thể bắt tôi đó. Ở đây anh chị tức là không có sử dụng cái quan hệ từ ha, từ quan hệ rồi cái thứ ba nữa tức là với danh từ diễn đạt, với danh từ diễn đạt như là yassa parisassa buddhihoti so mahadanoti vuccati. Yassa barisasa buddhi hoti so mahadano hoti burisasa, oh xin lỗi, bari buri chứ phải là buri chứ, purisa vậy, purisasa. Đối với người nam nhân, đối với nam nhân nào mà có trí ha, chúng ta dịch là, tại vì nó là asa nha, nó là cách thứ tư hoặc cách thứ sáu, nhưng mà trường hợp chúng ta dịch là cách thứ tư vậy. Đối với người nam nhân nào mà là người có trí thì cho là buddhi là tính tự ha, mà hoti như vậy. À, tức là cái cụm là tính từ như động từ đó nhỉ. Đối với người nam nhân nào mà có trí á, thì người ấy ha, so này, so đó thì được gọi là vuccati, là được gọi ha, mahadano tức là maha cộng với dana, dana là tài sản nha, dana là tài sản, mà mahadana tức là người có tài sản, là được tính từ nhỉ, được gọi là người có tài sản nhỉ. Rồi mệnh đề có từ quan hệ đã đặt trước, nhưng đôi khi mệnh đề có từ tương liên cũng được đặt trước để nhấn mạnh. Mệnh đề có từ quan hệ được đặt trước, nhưng đôi khi quan hệ được đặt trước, nhưng đôi khi có thêm cái mệnh đề có từ tương liên cũng được đặt trước để nhấn mạnh. Ví dụ na so bita yena butto na sikha biyati. Rồi ok. Yeah. Ở trong đây đó là ná là phân từ phủ định ha, so là hắn ha. Bí ta giê ná là bí ta giá. Bí tú từ bí tú là người cha vậy. Bút tô là con trai vậy. Ná là phân từ phủ định là không. Sikha biyati. Từ động từ sikhati nha. Sikhapati nghĩa là học. Không phải do người cha mà đứa con trai không được học, không được học tập. Không phải do người cha mà đứa con trai ấy, mà đứa con trai ấy, chữ so nha, so bút tô nha, mà đứa con trai ấy không được tập. Rồi kế tiếp nữa tức là về phần mà cú pháp rồi. Trong cú pháp á, cú pháp danh từ đó thì được gọi là karaka nhỉ.
Caraca ở đây chúng ta cái lưu ý cái định nghĩa nha, caraca có nghĩa là diễn đạt sự liên hệ giữa danh từ với động từ nha. Tức là khi mình đề cập đến caraca tức là mình đề cập đến cái sự liên hệ giữa danh từ với động từ. Còn khi mình đề cập đến quý bách tí tức là mình đề cập đến cái biến cách, tức là cái cách của danh từ đó. Ví dụ danh từ nam tính sẽ có 8 cái cách, tức là quý bách tí ha, tức là chủ cách, hô cách, đối cách, công cụ cách, tặng cách, xuất xứ cách, sở hữu cách, vị trí cách, như vậy là 8 cách. Nhưng mà trong đó đó sẽ không có sở hữu cách và hôn cách, sẽ không được gọi là caraka. Bởi vì sao? Ví dụ như chủ cách thì chúng ta sẽ có động từ, ví dụ như là tôi ăn thì nó sẽ có quan hệ giữa danh từ và động từ. Đối cách cũng sẽ là tôi đi đến làng, như vậy làng, đến làng, như vậy là đến làng, như vậy là có sự quan hệ giữa làng và động từ. Như vậy là đối cách có. Nhưng công cụ cách tức là tôi đi bằng cái gì, ví dụ đến đây bằng gì thì cái đó là bằng, thì nó chia theo cái công cụ cách thì nó vẫn có sự quan hệ giữa danh từ và động từ. Nhưng mà cái sở hữu cách là không có nha, tức là tôi nấu cơm, đây là con trai của anh trai tôi, tức là con trai, tức là động từ nha, con trai tức là danh từ, nó có sự liên lạc. Nhưng mà của anh tôi tức là nó không còn liên lạc nữa, tại nó cách xa, nó đã được gọi là tốt từ gián tiếp rồi cho nên không được. Và hôn cách cũng không có động từ nha, cho nên loại trừ hai cái này. Nhưng mà ở đây vẫn đề cập đến nghĩa, ý nghĩa mà được sử dụng nha. Như là chủ chủ cách thì chủ cách đó thì được dùng làm chủ từ trong câu với ba loại. Thứ nhất là đơn giản, sai bảo và phản thân nha. Thì ở đây có đề cập đến đơn giản tức là số rút khăn chim đa tí, tức là hắn chặt cây, rất đơn giản nha. Sai bảo tức là xét thi đa xăng rút khăn chim đa bê tí. Về cái mà sai bảo, cái mà động từ sai bảo ha, là chúng ta có học rồi hả, cái đuôi từ ha, AB ha, AB A bá giá nha, AB A bá giá. Từ động từ gốc tức là chim đá tí, nên là chặt, mà AB tức là sai chặt, sai bằng, sai sai chặt ha. Rút khăn như vậy là chủ từ sẽ là xích thi. Tức là người người triệu phú, xích thi là người triệu phú. Sai sai ai, sai cái đa xá, đa xá tức là người người đầy tớ nam hoặc người nô lệ nam nha. Chặt cái cây vậy. Rồi phản thân tức là rút khô ba tá tí, tức là cây tự tự ngã, cây ngã. Không cần phải tác động gì hết. Bản thân. Regression. Rồi. Rồi làm danh từ là đồng cấp với chủ từ, như vậy chủ cách sẽ là danh từ đồng cấp với chủ từ. Ví dụ như trong câu này chúng ta sẽ thấy là Maliko Kosala Raja. Rồi tiếp tiếp nói nữa nha. Ví dụ như ở đây là Kosala Raja, Raja là đức vua ha, đức vua của cái xứ Kosala, mà đức vua tên là Maliko. Ví dụ như là Magadho Bimbisaro Raja đó, cũng tương tự như vậy ha, tức là đức vua Bimbisara xứ Magadho. Thì như vậy Malaco ha, tức là danh từ đồng cách với cái chủ từ luôn. Rồi đối cách ở đây thì có đề cập thêm một số khía cạnh của đối cách ha. Ví dụ đối cách nè, đối cách ở đây đó là bị chi phối bởi ngoại động từ. Bởi vì sao? Ngoại động từ sẽ có cái túc từ, cho nên túc từ đó sẽ được sử dụng ở đối cách, nội động từ sẽ không có nha. Rồi ví dụ rất thăng roti là hắn chế tạo xe. Ở đây chúng ta không thấy chủ từ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là so rất thăng caroti, vì rằng nó là kết thúc bởi chữ tí, như vậy là ngôi thứ ba số ít, như vậy là so caroti tức là hắn làm cái xe nha, hắn chế tạo. Rồi bị chi phối bởi tất cả các động từ mà ngụ ý về chuyển động, ví dụ nagarang tí tức là hắn đi đến thành phố. Rồi về ý nghĩa chúng ta có đọc nữa ha, các động từ kêu gọi, rồi các động từ mà chỉ nguyên nhân á, thì phải đòi hỏi hai cái đối cách luôn. Ví dụ như sư phụ nè, ví dụ như Acharyo Sisandammang Pathayati. Acharyo tức là thầy ha, Sisat nghĩa là người đệ tử, người học trò, hồi nãy chúng ta đã đề cập đến rồi. Dhamma là pháp, Pathayati là khiến cho đọc, tức là sư phụ hay như vị thầy đã sai đệ tử đọc pháp. Tuy nhiên trong trường hợp này đó là công cụ cách, đúng rồi. Tuy nhiên trong trường hợp này nha, trong những trường hợp này công cụ cách sẽ được dùng thay cho cái túc từ gián tiếp, tức là cái công cụ cách này sẽ được thay cho cái từ mà gọi là xích xăng này nè, mà nó sẽ thay cho là cái từ mà xích xê ná nha, để tương thích với lại cái câu mà cái câu phía trên hết, câu phía trên này 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 cái câu trên này là chúng ta vẫn để theo cái kiểu mà động từ nguyên nhân nè, động từ nguyên nhân nha. Chúng ta có thể là xích thi nè, đa xê ná nè, rút khăn chim đa bê tí nè, tức là người triệu phú sai người đầy tớ
đốn cây chặt cây ha, chúng ta có thể là chia nó theo là đối cấp theo như cái phần mà giải thích phía dưới này nha. Công cụ cấp được thay thế cho túc từ gián tiếp nè. Achariyo sissena dhammang ba the ti, nghĩa thì cũng y chang nhau luôn. Rồi đối cách thì bị chi phối bởi các ngữ căn, ví dụ ngữ căn was là sống ha, tha là đứng, là xí là nằm. Xí là từ sa giá tí nha. Đó là bước tới. Wis là đi vào. Thì có các tiền tố, tức là những cái động từ, những cái ngữ căn này với các tiền tố phía trước, với những cái tiền tố mà anu, u, ba, a, đi, đi, a, ní này phía trước đó, thì phía trước nào đó là cái danh từ phải chia theo đối cấp. Ví dụ như uba wasati nè, uba là cộng wasati nè, wasati là sống, uba nè, uba là gần nha, mà gần như vậy sẽ là gần làng, nó sẽ chia là đối cấp ha. Đó, gaman. Rồi tương tự như là bất biến từ được dùng ở đối cấp nè. Rồi khoảng thời gian ha. Rồi số thứ tự, rồi khoảng cách, phần lớn trạng từ được dùng ở đối cách. Đó, ở đây là những ý nghĩa của đối cách vậy. Còn về công cụ cách cũng tương tự như vậy luôn. Nó diễn đạt cái nhân tố trung gian mà nhờ đó hành động được tạo nên. Chúng ta hiểu nhân tố trung gian, nhân tố trung gian ví dụ như đến đây bằng cái gì, nhờ cái gì. Thì như vậy bằng chiếc xe thì như vậy nhân tố trung gian ha. Ví dụ chắc khu nào rupang basati, basati là động từ là thấy ha, mà ngôi thứ ba số ít như vậy chủ từ sẽ là hắn ha, so, mà trong đây chúng ta sẽ không thấy chữ so đó. Tức là nó thấy, mà nó thấy cái gì, nó thấy cái ru băng này phải chia theo đôi cách, nó thấy sắc mà bởi nhờ cái gì, nhờ con mắt tức là hắn thấy sắc nhờ mắt ha, với mắt, nhờ mắt. Rồi diễn đạt nguyên nhân hoặc lý do, ví dụ như rukho watena onamati, tức là onamati tức là bị uốn cong ha, tức là cây đó bị uốn cong bởi hoặc nhờ gió, chỉ cái lý do vậy. Rồi các ý nghĩa thì chúng ta về đọc thêm ha. Nó diễn đạt sự sinh ra dòng dõi nè. Rồi cũng khá nhiều cái ý nghĩa đó vậy. Và mỗi cái là đều có một ý nghĩa, đều có ví dụ điển hình cho các vị dễ nhìn thấy ha. Và đặc biệt á, tức là trong một cái công cụ cách này nó có thể được sử dụng thay thế cho đối cách, xuất xứ cách và vị trí cách ha. Chúng ta lưu ý cái khía cạnh này vậy. Ở một số nơi thì vẫn có đây, một số cách thì vẫn có cái này ha, được thay thế cho đối cách luôn. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy rằng nè, sakye pa wang re nu rak chang la be tha sang wi pa che tha no rak che na, chúng ta sẽ thấy rằng cái mà công cụ cách này sẽ được thay đổi, sẽ được dùng thay cho đối cách trong trường hợp này nha. Tại vì đối cách là một cái, là xuất xứ cách là hai, là vị trí cách này, cho nên sư để ba cái ví dụ này tương thích tuần tự theo thứ tự, tức là đối cách, xuất xứ cách và vị trí cách theo tuần tự nha. Sát chia là nếu nha, phá quan rê nú, tức là tôn giả rê nú nha. Nếu tôn giả rê nú nè, la bê tha rách chăng nè, la bê tha rách chăng rách chá, tức là cái ngôi vị ha. La bê tha từ động từ la ba tí, có nghĩa là đạt được cái ngôi vị như vậy, đạt được cái vương quốc. Trong trường hợp thì chúng ta sử dụng là vương quốc, có được cái vương quốc như vậy đó. Thì sang quý bách chia tha, tức là sự chia chẻ tách biệt ra. No ở đây chúng ta không phải là phân từ phủ định nha, mà no có nghĩa là đại từ ha. Đại từ nhân xưng nhỉ, là chúng tôi nhỉ, rachia nó là bởi đây nè. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là nó vẫn chia là ở công cụ cách, nhưng mà nó phải hiểu rằng nó là nó ở nghĩa đối cách nha. Bởi vì nó cái gì, rachia nó sang quý bách chia thá, nó phải đứng ở trên đây này đó, tức là chia cái gì, chia cái quốc độ mà đã được, mà có được cái quốc độ đó cho chúng tôi đó. Thường nếu mà để như vậy thì chúng ta phải thường nếu mà để như vậy thì chúng ta phải chia là rách chăng ha, rách chăng sang quý bá chia thá, nhưng mà trong trường hợp chúng ta vẫn để là công cụ cách, nhưng mà được mang nghĩa được hiểu theo nghĩa tức là đối cách ha. Rồi tương tự như vậy là xuất xứ cách, công cụ cách mà được thay cho được dùng thay cho là xuất xứ cách. Ví dụ như là su mutta mayang tena maha samanena, mayang là chúng tôi ha, tena là ấy, maha là lớn nhỉ, samana tức là vị sa môn nhỉ, là vị đại sa môn. Su mutta tức là su là cái tiền tố, tức là tốt đẹp hoặc khéo léo. Mutta là từ cái động từ mà mutchati vậy, mà ở đây là quá khứ phân từ vậy.
mút chất tí gọi là giải thoát nha. Danh từ là mút tí, tức là sự giải thoát. Sumutta tức là chúng ta đã may mắn thoát được vị sa môn ấy. Tức là vẫn chia ở công cụ cấp nhưng mà mang nghĩa gọi là xuất xứ cấp nha. Rồi, tương tự như vậy phía dưới. Tena samaye, tức là đặt đầu câu đây nè. Tena samaye buddho bhagava uruvela ni viharati. Tena samaye, nó vẫn chỉ ở công cụ cách nhưng mà nó mang nghĩa gọi là vị trí cách, tức là tena samaya. Samaya tức là thời ha, tức là lúc ấy, thời thời điểm, thời gian vậy. Tena tức là mình gặp chung, là mình gặp dịch là lúc ấy, lúc bây giờ, trong khi ấy đó, cho nên nó được sử dụng mang nghĩa gọi là vị trí cách. Tương tự như vậy tặng cách, chúng ta cũng cái mà chúng ta sẽ thường nhất đó là dùng làm tốt từ gián tiếp tặng cấp, đúng không? Tức là cho cái gì đến ai vậy? Thì cái chữ đến ai đó sẽ là tặng cấp, đúng không? A hăng bát tăng đa đa mí, tức là tôi nè cho thực phẩm, mà thực phẩm đến ai? Đến người ăn xin đó. Như vậy là tặng cấp ha, cái nghĩa rất là thông dụng chúng ta thấy. Rồi ở đây có một số cái nghĩa mà chúng ta đọc thêm vậy. Rồi tương tự như vậy phía dưới cũng sẽ có cái là cái tặng cấp này sẽ được thay, sẽ được dùng thay cho là đối cách. Đó, mọi cái này chúng ta đều có cái này ha. Đối cách, công cụ cách và vị trí cách vậy. À, cho nên khi mà chúng ta dịch đó, chúng ta cũng phải uyển chuyển và lưu ý nha. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng y cứ vào cách mà chúng ta bám vào đó và chúng ta dịch như vậy, nó rất là không đúng ha. Đó, xuất xứ cách cũng tương tự như vậy. Cái nghĩa mà nghĩa phổ thông của xuất xứ cách tức là tách biệt ha. Ví dụ như rời khỏi cái gì thì rời khỏi làng, ví dụ như gama nikhati, tức là hắn rời khỏi làng. Nikhati tức là ngôi thứ ba số ít hả? Nikhamati, xin lỗi. Nikhamati. Rồi, về nikhamati, xin lỗi nha. Hắn rời khỏi làng. Nikhamati, gama nikhamati, tức là rời khỏi làng. Rồi. À, nghĩa phổ thông của nó ha, cũng tương tự với đây luôn, thường được dùng thay cho đối cách nè, thường được dùng thay cho đối cách và sổ cách nha, vị trí cách đó, mấy cái này là mình cần lưu ý này. À, để mình nhìn vô mình còn biết hay. Rồi sở hữu cấp, sở hữu cấp tức là của trong số thuộc về vậy. Thì cái nghĩa thường đó, tức là được dùng để chỉ cho sự sở hữu, sở hữu ha, chỉ sự sở hữu. Ví dụ như con trai của tôi vậy, thì cái chữ của tôi đó sẽ được là chia ở sở hữu cấp vậy. Và sổ cách cũng được nè, cũng được dùng thay cho vị trí cách ha. Đó, chúng ta cũng lưu ý về vấn đề này. Và cái mà cuối cùng tức là vị trí cách. Vị trí cách đó, tức là trên trong tại ở, theo cái những cái giới từ mà chúng ta thường hay dịch trong Việt ngữ đó, trên trong tại ở ha. Chỉ vị trí nè, nơi chốn nè, chỉ nơi nơi chốn hoặc vị trí, nơi chốn thêm vị chốn nữa. Để xác định đó. Chỉ nơi chốn hoặc vị trí mà hành động được thực hiện. Ví dụ như cách tê lý si hả? Mà đánh cho nó dính nha. À, nisi đã tí nha. Kate nisi đã tí puriso, tức là kate tức là kata, kata nghĩa là chiếu ha. Nisi đã tí là ngồi, puriso tức là người đàn ông ngồi trên chiếc chiếu, hoặc là nam nhân ngồi ngồi trên chiếc chiếu ha. Và cái nghĩa của nó tức là được thay thế cho đối cấp, công cụ cách và tặng cách đó. Bởi vì cái phần mà tổng hợp như vậy chúng ta sẽ học và chúng ta lưu ý để khi mà chúng ta dịch như vậy ha. Rồi. Đây, ở đây có đề cập đến cái mà sở hữu cách tuyệt đối và vị trí cách tuyệt đối ra đây. Hồi này có đề cập đến nó vị trí cách tuyệt đối đó, nó chia ở vị trí. Thì chúng ta sẽ thường á, chúng ta sẽ thấy rằng để hình thành đến sở hữu cách tuyệt đối và vị trí cách tuyệt đối đó thì là một danh từ ha, hoặc là một đại từ ở vị trí cách hoặc là ở sở hữu cách, được dùng với một phân từ cùng cấp với nó. Đó, như vậy nha. Danh từ nè hoặc đại từ nè ở vị trí cách hoặc sở cách dùng với lại cộng với lại phân từ nha, cùng cấp với nó. Đó. Lưu ý cái cụm này thì được gọi là một vị trí cách tuyệt đối hoặc như một sở cách tuyệt đối. Cấu trúc của vị trí cách tuyệt đối xuất hiện nhiều hơn à, như vậy sẽ xuất hiện nhiều hơn, giống như cái ví dụ ở trên chúng ta thấy rằng đó viharante ha. Karente chứ karente tức là rắc chân, karente tức là trị vì đó. Khi mà Đức Vua Pramadatta đang trị vì đó, chúng ta sẽ thấy rằng vị trí sẽ được sử dụng nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn. Và chúng ta sẽ thường dịch đó là khi nào, trong khi, kể từ khi, mặc dù. Đôi khi cũng muốn dùng từ mặc dù luôn nha. Ví dụ như te su vi quá đan te su bodhisatto chin te si,
thì chúng ta sẽ thấy Bodhisattva đây là chủ từ nè, Bodhisattva là đấng Bồ Tát nè, Chinte Xí từ đâu là Chinte Tí, và Chinte Xí như vậy là quá khứ bất định khứ, ngôi thứ ba số ít như vậy, Đức Bồ Tát đã suy nghĩ, Chinte Tí đã suy nghĩ ha, đã nghĩ à, rồi Tê số tức là họ ha, rồi quý quá đanh tá tức là hiện tại phân từ, hiện tại phân từ mang nghĩa tức là tranh luận, đang tranh luận, tức là khi mà họ đang tranh luận như vậy thì Đức Bồ Tát đã suy nghĩ cái vấn đề này kia nhỉ. Tuy nhiên ở đây sư cũng đề cập thêm cái ví dụ cho cái mà sở hữu cách tuyệt đối luôn nha. Bây giờ Kilanta năng đây nè, Kilanta năng là sở hữu cách nha, sở hữu cách Kilanta năng A năng đó, sở hữu cách số nhiều nha, T xăng thôi. Ví dụ như là trong khi họ đang chơi nha, trong khi nè ha, T xăng nè, Kilanta năng là từ Kilati là chơi ha, trong khi họ đang chơi vậy, đang chơi thì Suryathangama tức là hoàng hôn ha, phải bình minh chứ, chẳng vãng à, sunset vậy, cái là sunset ha, sunset, Chato rồi tưởng từ đã xanh ha, tức là thì mặt trời đã chẳng vãng, tức là đã tối rồi vậy, đã tối rồi vậy. Rồi cái khía cạnh thứ năm nữa mà chúng ta có đề cập đến là cần phải là mở rộng ha. Mở rộng hay được gọi là khuếch trương ha, tức là sự nới rộng nghĩa của ba thành phần ở trong nào, trong một câu đơn giản, tức là chủ từ, túc từ và động từ. Hồi nãy có đề cập phía trên, ví dụ chủ từ chúng ta có thể nới rộng bằng cách thêm vào những cái mà bổ ngữ, có thể là tính từ nè, có thể là nguyên một cụm, bất biến, một cụm quá khứ phân từ nè, túc từ cũng tương tự như vậy luôn. Thì ở đây sẽ có ba loại, tức là mở rộng về chủ từ nè, mở rộng về túc từ nè, và mở rộng về động từ. Mở rộng về động từ chúng ta chỉ thêm vào trạng từ phía trước thôi. Thì trong cái này đó, chúng ta lưu ý là trong đó là chủ từ và túc từ là có thể được mở rộng bằng cách thêm các bổ túc từ sau. Nguyên cái cụm bổ túc từ ra đây có mấy loại đây này, chúng ta có thể thêm vào nè, tính từ nè, danh từ đồng cách nè, danh từ hoặc đại từ sở hữu cách nè, cụm từ nè, từ ghép hoặc hợp thể nè, và mệnh đề liên kết. Thì như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 cái khía cạnh nha, 6 khía cạnh. Ở đây là mỗi khía cạnh sẽ đề cập đến là hai cái ví dụ cho là chủ từ và cho túc từ nha, vì rằng chúng ta sẽ gặp chung là cả chủ từ và túc từ luôn à, cho nên là có hai cái ví dụ cho chủ từ và túc từ luôn nha. Ví dụ như là về tính từ, cái ví dụ đầu sẽ ám chỉ cho chủ từ, ví dụ như là Kassati là từ người Kassati gọi là cày ha, mà Kassaka tức là người nông dân. Người nông dân mà đây chi số nhiều vì anh tí nhỉ, như vậy đuê các sắc ca tức là hai người nông dân. Như vậy là tính từ là bổ nghĩa cho cái chủ từ, như vậy là hai người nông dân mà cày gì, cày trên cánh ruộng, cày các cánh đồng. Nhưng mà qua cái nghĩa, qua cái ví dụ thứ hai, tức là buriso tức là một người rồi nè, mà chim đá tí là chặt nè, người đàn ông chặt nè, chặt cái gì, chặt cái cây, mà cái cây nó như thế nào, cái cây đó lớn, nó hành tăng. Như vậy đây là túc từ mà bổ nghĩa cho cái từ bổ nghĩa cho túc từ ha, cho mà hành tăng rút khăn, cho nên phải chia cùng cách cùng tính với lại cái từ mà nó bổ nghĩa nha. Hồi nãy có đề cập về cái cảnh đó nhỉ, từ bổ nghĩa phải chia cùng cách cùng tính cùng số với lại từ mà nó bổ nghĩa cho nhỉ. Và tương tự như vậy là danh từ đồng cách cũng như vậy, từ sở hữu cách cũng như vậy, từ ghép đó, chúng ta về đọc thêm hết. Còn động từ thì chúng ta có thêm về trạng từ hoặc cụm trạng từ. Trạng từ ví dụ á hăng xuất khăng sa gia mít, tức là tôi ngủ, nếu mà á hăng sa gia mít là tôi ngủ ha, nhưng mà xuất khăng thì phải bỏ thêm, tức là tôi ngủ một cách an lạc, tôi ngủ an lạc hoặc tôi ngủ một cách an lạc. Còn cụm trạng từ, chúng ta phải coi cái cụm trạng từ ở đây này. Bhagavati cetavane viharante bahu devamanusa năng tăng namasinsu. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng insu nha, tức là ngôi bất định khứ. Bất định khứ thì bất định khứ ngôi thứ ba số nhiều, insu ha. Namasinsu tức là namati ha, tức là đảnh lễ. Tăng tức là túc tự, bổ nghĩa cho cái này, đảnh lễ đến đó, đến người ấy đó. Mà Bahu Devamanusa tức là ở đây chúng ta sẽ thấy chủ từ đây ha, Devamanusa tức là chư thiên và nhân loại, mà Bahu tức là nhiều, tức là bổ túc từ cho cái này ha. Nhưng mà chúng ta thấy phía trước là cái cụm này là Bhagavati Cetavane Viharante, đây được gọi là cụm trạng từ. Bởi vì sao? Nó bổ nghĩa cho cái cái tăng này, nó bổ nghĩa cho cái tăng này nha, bổ nghĩa cho cái tăng này nè.
cái tăng này là bhagavati chetavane viharante này bổ nghĩa cho cái tăng mà phía trước cái động từ namasinsu. Tại namasinsu tâm đảnh lễ đến vị ấy, mà vị ấy là như thế nào? Vị ấy là người mà đang viharante, là viharati đang trú tại chetavana đó, mà chúng ta dịch xuôi là nhiều chư thiên và nhân loại đã đảnh lễ đến Thế Tôn, khi ngài đã đảnh lễ đến Thế Tôn, đã đảnh lễ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn thôi, đã đảnh lễ Thế Tôn khi ngài đang tại chetavana đó, đảnh lễ Thế Tôn khi ngài nguyên cái cụm này như vậy là chúng ta có thể là chúng ta bỏ trong dấu. Ủa thì nhớ này, này đó, bỏ trong cái mặt đơn các anh chỉ cho là cái cụm trạng từ nha, khi ngài đang trú tại chetavana nha. Đó. Rồi về cái mệnh đề, cái cảnh nữa, tức là cái cảnh về mệnh đề, thì mệnh đề chúng ta sẽ có là mệnh đề là gì, là một phần của câu chứa một động từ đã được chia cách rồi nha. Thì như vậy có ba cái loại mệnh đề: mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ. Mệnh đề danh từ như vậy dùng để thay thế cho danh từ làm chủ từ hoặc túc từ của câu. Những từ định nghĩa chúng ta phải đọc kỹ ha. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái cụm này là cái cụm là toan nan đá sambhula năng bhikkhu năng evang arochesi, nó là một cái cụm gọi là mệnh đề danh từ. Bởi vì sao? Sách chăng á, sách giá, sách chăng có nghĩa là sự thật ha, sách giá có nghĩa là sự thật nhỉ. Mà ký rá ở đây là trong câu hỏi là có phải chăng nhỉ, có phải chăng, ký rá có nghĩa là phải chăng nhỉ. Nếu mà bất biến từ nó có thể là tương truyền rằng, mình trong trường hợp này là có phải chăng nhỉ, trong câu hỏi ha, có phải chăng, sách chăng. Như vậy động từ sẽ là hô tí ha. Có thật chăng vậy, ký ra sách chăng hô tí vậy. Rồi bắt đầu là toan nè, nguyên cái cụm này là mệnh đề danh từ, là bổ nghĩa cho cái toan này nè, bổ nghĩa cho cái sự thật này có phải là thật hay không. Đó là toan anada, tức là này anada, toan ông sambhula năng bhikkhu năng evang arochesi. Arochesi là bất định khứ của động từ arochesi nha, có nghĩa là nói, thông báo nha, thông báo như vậy. Bhikkhu năng tức là cách thứ tư hoặc cách thứ sáu, số nhiều nha, tức là đến các vị tỳ khưu, mà sam bố lá tức là nhiều vị tỳ khưu nha. Có phải là ông đã thông báo cái điều này đến các vị tỳ khưu không? Bây giờ Đức Phật hỏi đó là có phải là thật như vậy không, nhưng mà còn cái mệnh đề đó, tức là ông đã nói cái vị đó, tức là cái mệnh đề mà danh từ bổ nghĩa cho cái giờ sắc chăng nha. Đó, tương tự như vậy là mệnh đề tính từ dùng thay thế cho tính từ và để mở rộng và để mở rộng cho chủ từ hay túc từ. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu ví dụ nè. Su khang su ban ti manayo ye it thi su na pachare. Các vị còn nghe chứ ha? Dạ thưa còn nghe sư ạ. Vâng rồi. Có nhanh quá không ạ? Dạ không. Chúng con theo kịp ạ. Theo kịp không nhỉ? Dạ theo kịp. Dạ được ạ, được. Rồi, rồi đó, để mở rộng cho chủ từ và túc từ ha. Ví dụ su khang su ban ti mana yo ye it thi su na pa cha re ya. Su khang su ban ti su pa ti là ngủ ha, ngủ một cách an lạc. Mu na yo tức là chủ từ, mà từ cái từ mà mu ní vậy, mà chia theo số nhiều là mu na yo, bởi vì sao nó là an tí này nè. Nó an tí cho nên phải là mu na yo nha. Tức là các vị ân sĩ nó ngủ được an lạc, nguyên cụm này là ngủ được an lạc, đúng không? Ngủ được an lạc. Bây giờ không có mệnh đề tính từ, đó là bổ nghĩa, nó là bổ nghĩa, nó mở rộng cho cái chủ từ hoặc cái túc từ. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nè, nó là bổ nghĩa cho cái, nó mở rộng cho cái gì? Mở rộng cho cái chữ manajo này, tức là những ai, dê là những ai mà ná pachare, tức là không có cái sự ràng buộc, không có sự trói buộc với nữ nhân vậy, thì những người mà ân sĩ đó đó thì sẽ ngủ được an lạc. Như vậy nguyên cái cụm mà ye it hi su na pachare này nó bổ nghĩa cho, nó là mệnh đề tính từ của cái chủ ngữ, tức là munayo đó. Rồi mệnh đề trạng từ cũng tương tự như vậy, được thay thế cho trạng từ và để mở rộng cho động từ nha, mở rộng cho động từ. Này e căn sa ma văn, này cụm e căn sa ma văn ha, mở rộng cho cái trạng từ ha. E căn sa ma văn tức là một thời luôn. Đó. Rồi về cái khía cạnh cuối cùng, tức là rút gọn. Rút gọn câu thì ta có thể rút gọn một câu phức thành một câu đơn bằng cách bỏ bớt các từ mở rộng không cần thiết. Đó là định nghĩa ha. Ví dụ, trong cái câu ví dụ này chúng ta sẽ thấy rằng
Ekada bhagava sawatthiyam vihari tada devata agantva dhammang sunim su. Ekada là một thời ha. Cái trạng từ chúng ta đã học rồi nha, một thời nha. Bhagava là Thế Tôn, sawatthiyam tức là định là vị trí cách ha. Vihari từ trong từ viharati này là quá khứ vậy, bất định khứ. Cho nên là một thời, tức là một thời nọ Đức Thế Tôn trú tại sawatthi, rồi tada là khi ấy, tức là đã thêm một cái trạng từ ta là ekada, rồi phía sau là thêm cái tada nữa là khi ấy, rồi devata agantva tức là chư thiên, agantva là đến ha, rồi bắt đầu mà xuống niêm xuống tức là nghe, đã nghe tức là cũng là bất định khứ, mà ngôi thứ ba số nhiều tức là các vị chư thiên đã đến và nghe pháp. Tức là có hai cái mà ekada và tada này chúng ta cần phải lược bỏ đi, thì qua cái câu mà sau cái dấu mà dấu mũi tên này, tức là cái câu mà rút gọn nha, chúng ta chỉ còn là Bhagavati Sawatthiyam. Bhagavati Sawatthiyam viharante. Viharante Devata Agantva. Chúng ta có dấu phẩy, chúng ta sẽ phải hiểu rằng đó là Devata và Agantha nha. Chúng ta sẽ bỏ bớt và chúng ta lược âm đi theo cái luật mà sanh đế nha. Sanh đế, sự hài âm á, chúng ta phải học rồi nha. Rồi. À, như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái chủ từ sẽ là cái gì? Devata đó tức là cái vị chư thiên ha, đến và nghe pháp là yếu tố chính phải không? Rồi, cái mệnh đề đầu đó tức là Ekada Bhagava Sawatthiyam Vihari, tức là khi mà Đức Thế Tôn đang trú tại Sawatthi đó là mệnh đề phụ, cho nên là mệnh đề phụ chúng ta lược bỏ về những cái thành phần mà là không cần thiết đi. Chúng ta sẽ để cái mệnh đề chính là Devata Agantva Dhammang Sunim Su là vẫn giữ nguyên như vậy nha, tức là các vị chư thiên, thiên sau khi đến đã nghe pháp. Nhưng mà chúng ta bỏ cái chữ ta đa là khi ấy đi nha. Rồi, nguyên cái cụm mà gọi là nguyên cái cụm mà câu 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 phức ở trên đó chúng ta sẽ chuyển thành là vị trí tuyệt đối chia theo quý harante nha, chia theo hiện tại phân từ đó, hiện tại phân từ nha. Mà e như vậy trong trường hợp chúng ta phải hiểu rằng đó là vị trí tuyệt đối ha. Như vậy là nguyên cái cụm này Bhagavati Sawatthiyam Viharante này bổ nghĩa cho cái gì? Bổ nghĩa cho cái pháp ha, không bổ nghĩa cho cái cụm, không nó được thay thế cho cái cụm là Ekada Bhagava Sawatthiyam Vihari luôn, dạ, chứ không có bổ nghĩa. Dạ. Đúng rồi, phải là chư thiên đã đến nghe pháp, đã đến và nghe pháp khi Thế Tôn, hoặc như là chúng ta có thể là khi Thế Tôn đang trú tại Sawatthi vậy, thì chư thiên đã đến và lắng nghe pháp đó. Đó là những cái yếu tố mà trong cái phần tổng hợp ha, và ở đây có một vài cái ví dụ của chúng ta. Rồi, cũng tương tự làm nốt phần này luôn nhỉ. Mình chưa 9 giờ mà. Rồi, câu số 1. Trong câu số 1 là Bàn tê imăng chát tu ma sang bí khu sang găng gà hê tòa y đê quá quá sát thá bá xà đá bá xà đá ma hăng cà rít xà mí. Trong cái phần ngữ vẫn là hình như là sẽ chưa cho cái chữ ma xá ha. Các vị ghi thêm chữ ma xá là tháng nha, ma xá là tháng vào. Và thêm ba sa đá là sự ba sa đá là sự thanh tịnh ha, ba sa đá là sự thanh tịnh ha, thì hai nghĩa các bạn, ma sa và ba sa đá là thanh tịnh, tháng là ba sa đá là thanh tịnh đó. Rồi, như vậy là ý mang, như vậy chúng ta coi cái động từ là cá karisami, karisami như vậy là ngôi thứ ba số ít ha, chủ từ sẽ là ahang này, chúng ta sẽ thấy là ahang này nè, Bát Xa Đăng cộng với Á-hăng nha, Bát Xa Đa Ma-hăng nha. À, tôi sẽ sống thanh tịnh nha, tôi sẽ làm cái sự mà thanh tịnh như vậy. À, rồi phía rồi kế tiếp tức là Quát Sát Thá, Quát Sát Thá từ động từ Quát Sát Tý mà ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ hai số nhiều. À, ngôi thứ hai số nhiều ha, tức là hãy sống ý đá yêu quá, tức là hãy sống ở đây, ý đá là ở đây ha, hãy sống ở đây. Rồi Gahê Toa tức là từ cái đó là ganha tí vậy, ganha tí là lấy ha, mà còn mà ganha toa tức là động từ nguyên nhân nha, chúng ta thêm cái động từ nguyên nhân này nè, động từ nguyên nhân của ganha tí là biểu lấy hoặc dời đi. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bành bành tê có nghĩa là đối cách ha, chúng ta có thể phải cái đó là bạch ngài imăng chát tu ma sang tức là 4 tháng này nè,
4 tháng này đó là biểu lấy, mà ai biểu lấy chúng ta sẽ thấy rằng biết khú sanh găng ha, trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng biết khú sanh găng tức là chúng sanh nó là sai, tức là họ như là bảo con nó phải sống 4 tháng biệt trú, phải sống như vậy nè, phải sống ở đây rồi con nó sẽ thực hành cái sự thanh tịnh, tức là cái vị này á là từ, tại vì cái con này trích trong chú giải kinh Pháp Cú nhỉ, tức là vị này từ ngoại đạo qua nhỉ. Mà các vị từ ngoại đạo qua như vậy đó cần phải sống 4 tháng biệt trú để thanh lọc cái tư tưởng, cho nó thuần theo 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 pháp và luật vậy. Vậy chúng ta dịch là bạch ngài, chúng ta dịch cái cụm này sau thôi thôi đi ha. Sau khi chúng ta cho 4 tháng biệt trú, sau khi chúng ta cho 4 tháng bạch ngài, bạch ngài sau khi chúng ta cho 4 tháng sau khi chúng tăng cho 4 tháng hãy sống và bảo hãy sống ở đây, sau khi chúng tăng cho 4 tháng và bảo sống ở đây, và bảo hãy sống ở đây, ở đây bạch ngài con sẽ làm cho thanh tịnh ha, con sẽ làm cho thanh tịnh. Chúng ta dịch sát nghĩa luôn ha, sau khi chúng ta cho 4 tháng và bảo hãy sống ở đây, bạch ngài con sẽ làm cho thanh tịnh, con sẽ làm cho thanh tịnh. Rồi câu số 2. Ayasma anguli malo binena sisena lohitena galantena binena batena vipa vipali taya sangatiya yena bhagavate nupasangkami. Rồi nguyên cái cụm mà yena bhagavate nupasangkami thì chúng ta rất là quen rồi phải không? Ví dụ như vị nào mà đi đến Đức Thế Tôn, yena bhagavate nupasangkami là đi đến Thế Tôn ha. Tại cái động từ upasangkamati là đi đến gần ha, upa cộng với sangkamati là đến gần. Rồi cái quan hệ từ tức là yena tena là chúng ta biết rồi ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng sankami như vậy là bất định khứ ngôi thứ ba số ít nhỉ? Như vậy chủ từ sẽ là ayasma angulimalo, nhà tôn giả Narada ha, tôn giả angulimala, xin lỗi, tôn giả angulimala, angulimala tôn giả angulimala này đi đến Thế Tôn ha, nhưng mà trước khi đi đến Thế Tôn là có một cái loạt từ bổ nghĩa cho cái tôn giả này. Đi đến Thế Tôn, đã đi đến Thế Tôn, đã đi đến Thế Tôn với, bởi vì sao nó là ê ná nha, si xá là cái đầu nha, với cái đầu mà bin bin ná tức là binana tức là quá khứ phân từ của động từ mà bin đá tí, có nghĩa là bin đá tí là bể ha, break bể, binana tức là với đầu bị bể nè, tức là sau khi mà ngài xuất gia rồi vậy, ngày sau khi mà ngài về trở thành, ngài trở thành vị thánh, ngài xuất gia rồi ngày khi đi thức thực như vậy đó. Vì rằng trước đây là ngài là một vị tướng cướp mà, cho nên là người ta đánh đập rồi người ta phang ngài, cho nên là vừa bể đầu nè, lohitena nè, galantena, tức là gá từ 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 Galati nha, tức là nhỏ chảy giọt, tức là máu chảy giọt nè, với máu chảy giọt nè, rồi bát tá là cái bát nha, với bát bị bể luôn, đầu bị bể, máu chảy rồi bát bị bể rồi Sangati tức là y tăng và lê y tăng hai lớp trong phần ngữ vẫn có nha, y tăng và lê y hai lớp có chưa, ở đây có này Sangati vậy. Rồi vipa lê tí tức là bung rách ha, tức là bị trong ngữ phần ngữ vẫn có nha. Sư cũng biết sự, tại vì hồi chiều này sư có thêm vô một số động từ nữa, nhưng mà không biết phải có động từ nữa nè. Tức là
Tôn giả Angulimala đã đi đến Thế Tôn với đầu, với đầu bị bể, với đầu bị bể, với đầu bị bể, với đầu bị bể, rồi gì nữa, máu chảy, với đầu bị bể, với máu nhỏ, với đầu bị bể, máu nhỏ giọt, với đầu bị bể, máu nhỏ giọt, với đầu bị bể, với máu nhỏ giọt, với luôn này, với máu nhỏ giọt, với bát bị bể, với bát bị bể, với đầu bị bể, với máu nhỏ giọt, với bát bị vỡ, đi bớt. Ừ, với bát bị vỡ rồi, với cái gì, với y tăng già lê bị rách nha, y tăng với y hai lớp bị rách, y hai lớp đi, hai lớp, hai lớp bị rách. Rồi câu câu số ba. Quý bác sĩ Kumaro Bahuno Janasa Biyo Aho Si Manabo. À, các vị thêm chữ H cho sư nha. Chữ sư có, hình như các mấy bạn cổ như không có chữ H, viết nhầm, viết thiếu ấy. Aho Si. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng Aho Si là động từ hô tí, mà Aho Si như vậy là quá khứ ha. Quá khứ cũng từ hô tí vậy. Ngôi thứ ba số X. Như vậy chủ từ sẽ là Kumaro nha. Kumaro Uyibassi tức là thái tử, hoàng tử, Uyibassi ha. Hoàng tử Uyibassi. Hoàng tử Uyibassi. Hoàng tử Uyibassi. Ở đây Biya, Biya là tính từ gọi là đáng yêu. Manapa gọi là dễ thương vậy. Cha ná là dân chúng ha. Ba hú là nhiều vậy. Như vậy là hoàng tử Biyasi đó thì đáng yêu. Hoàng tử Vipassi thì đáng yêu và dễ thương đối với dân chúng, đối với nhiều người, đối với nhiều người ha. Ừ, chán ná chúng ta. Và nhiều lúc chúng ta dịch là người, chúng ta dịch là dân chúng cũng được nha. Đối với nhiều người. Rồi. Số 4. Atthakho ayasma mahakassapo tassa sattahassa acayena tamha sammadimha vuttha si. Atthakho là chúng ta có thể dịch là ở đáy ha, ở đáy. Rồi chúng ta sẽ thấy là vuttha si từ động từ mà vuttha tí nha, là khởi lên xuất khỏi nha. Khởi lên xuất khỏi. Khởi lên hoặc xuất ra xuất khỏi. Là xuất khỏi đi. Samadhi, samadhi là cái từ này, từ đỉnh là chúng ta bài trước đã có rồi nha. Samadhi, samadhimha tức là xuất khỏi đỉnh nha. Tamha tức là xuất khỏi đỉnh ấy. Rồi, acayena là gì? Là bằng một khoảng thời gian nha. Bằng một khoảng thời gian. Xin lỗi các vị. Sattaha tức là sattaha là 7 ngày ha, là một tuần, là từ này có biết rồi nha, trong cái bài dịch trước đã có rồi. Đó. Mà 7 tuần ấy, 7 ngày ấy ha. Như vậy là rồi, ở khi ấy, ở đấy, ở đấy, khi ấy, ở đấy, tôn giả, rồi, tôn giả Mahakasapa, rồi tôn giả Mahakasapa đã, tại vì vút tha xí nha, quá khứ đã khỏi định ấy, xuất khỏi định ấy với ha, Acayena tức là trong vòng 7 ngày ha, trong vòng 7 ngày, trong vòng một tuần, lễ, đã xuất khỏi định ấy, xuất khỏi một ấy, đã xuất khỏi định. Rồi tôn giả Mahakasapa đã xuất khỏi đỉnh ấy, trong đã xuất khỏi đỉnh ấy, tức là cái đỉnh này, ngài là an trú, vào cái ngài an trú vào diệt thọ tưởng đỉnh trong suốt 7 ngày á, cho nên ngài xuất khỏi cái đỉnh thì diệt trong suốt 7 ngày ấy. Rồi tôn giả Mahakasapa đã xuất khỏi đỉnh, trong suốt 7 ngày ấy.
xuất khỏi định trong suốt 7 ngày ấy. Đó, như vậy. Chứ không thấy chúng ta để mà trong suốt 7 ngày phía sau là tưởng đâu là xuất khỏi định rồi xuất rồi sau đó 7 ngày nữa là ấy nè. Tôn giả Mahakassapa đã xuất khỏi định trong suốt 7 ngày ấy. Đó. Trơn rồi đó. Rồi câu số 5. Atite Varanasiyam Pramadatte Rakkyankarente Bodhisatto Tassa Vinaccha Vinaccaya Maccho Ahosi. À, nguyên cái cụm này chúng ta sẽ thấy rằng rất là quen. Atite Brahma Varanasiyam Pramadatte Rakkyankare, tức là hồi nãy có đề dịch phía trên đó, khi ha, khi đang trị vì, khi khi vua Pramadatta đang trị vì, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Varanasi. Bodhisattva là chủ từ ha, Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát, Đức Bồ Tát là nha, Ahosi là là cái gì? Vinacchaya nè, Vinacchaya Maccha tức là Vinacchaya nha, cộng với lại Amaccha Vinacchaya tức là sự xét xử, phán quyết. Amaccha tức là đại thần cố vấn, tức là vị quan đại thần, là vị quan đại thần. Là vị quan đại thần phán xử, phán xét, là vị quan đại thần phán xét, là vị quan đại thần phán xét, tức là do Đức Vua đặt cấp cho cái công việc này nha, là vị quan đại thần phán xét. Rồi đó, như vậy là xong cái phần mà tổng hợp luôn ha. Như vậy là chúng ta kết thúc về cái phần văn phạm vậy. Và từ bài hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu đi vào dịch trong cái bài kinh Dhamma Chakka Pavattana Sutta trước, tức là bài kinh chuyển pháp luân trước. Dạ. Như vậy là trải qua 16 bài học chúng ta đã xong luôn cả cái phần mà cách phát âm cũng như là phần ngữ vận, phần văn phạm của mà văn học của văn phạm Pali luôn nha. Dạ. Rồi sư cũng xin kết thúc bài học hôm nay tại đây. Dạ. Và phần phước phát sanh do sự chia sẻ pháp này kính dâng đến tất cả chư thiên cũng như chia đều đến tất cả các vị, ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp của Đức Gotama. Và kết thúc bài học kính thỉnh các vị hồi hướng bằng câu Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu, Buddha sasanang chirang tithatu, sadu 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 sadu. Con kính tri ân sư rất nhiều, kính cảm ơn ban tổ chức lớp. Stop sharing.